nồng nàn, tình ai đã vụt bay. Trong tim là bao yêu dấu ngày nào, bóng em dần phai theo những kỷ niệm. Đường đời chia muôn lối, khát khao chờ nhau, giờ nói câu biệt ly. Và từng ngày vẫn nhớ mong em trở về, nụ cười bóng dáng vẫn vương hồn anh. Và em có biết không, đã bao đêm đợi chờ với bao niềm thương nhớ, thương nhớ. Và từng ngày vẫn nhớ mong em trở về, nụ cười bóng dáng vẫn vương hồn anh. Và em có biết không, đã bao đêm đợi chờ với bao niềm thương nhớ, ôi thương nhớ. Rồi từng ngày em đi mang theo nỗi đau cả vời, lòng anh chìm trong nhung nhớ. Ngày tháng bao mộng mơ lạc lối trong môi cười thiết tha yêu đương. Mai đây mình anh lẽ bóng muộn phiền, nói sao lòng anh cho hết niềm nhớ mong. Còn lại gì em ơi, giấc mơ ngày xưa là giấc mơ mà thôi. Còn lại gì em ơi, những kỷ niệm xưa chỉ là giấc mơ mà thôi. Mỹ Ngọc à, uống thuốc nè con. Giỏi nha, uống thuốc nha. Đẹp quá. Mỹ Ngọc, thôi thôi vô nhà, nắng lắm con, đi vô. Nè, vô uống thuốc nha. Mỹ Ngọc. Rồi, con bay mệt rồi. Rồi mệt chưa? Dạ mệt rồi, nhưng mà con không uống thuốc đâu. Con uống thuốc giỏi đi mẹ thương. Nè, ống thuốc đẹp nè, đẹp lắm đó. Ngày nào mẹ cũng bắt con uống thuốc hết trơn á. Con muốn đi chơi, đi công viên chơi mẹ ơi. Được rồi, bây giờ con ngoan, con uống thuốc giỏi rồi các mẹ cho con đi công viên chơi ha? Đi công viên ừ, nha. Ừ. Vậy thì công chúa sẽ uống thuốc cho mẫu hậu vui lòng. Được rồi, bây giờ công chúa ngoan, công chúa uống thuốc nha. Dạ. Đây, đây thuốc của công chúa đây. Một, hai, ba. Ủa? Không uống. Ủa? Đâu. Lê quay sẹ, không uống đâu. Đi chơi, đi công viên chơi. Ngọc, uống thuốc nè con. Anh hai ơi. Đừng có la lên, anh hai đừng có nói với mẹ là em ở trong đây nha. Nha. Mỹ Ngọc lại gây chuyện gì nữa hả mẹ? Anh đừng có nói cho mẹ biết là em ở đây nha. Ừ, anh hai biết rồi. Mỹ Ngọc, nó không có chịu uống thuốc,
Mà mẹ cũng không biết Ngọc nó trốn ở đâu rồi nữa. Đâu rồi ta? Mỹ Ngọc không có trốn nó đâu mẹ ơi. Con không có trốn ở đây đâu. Dạ, Mỹ Ngọc trốn chỗ kín lắm, mẹ không có thấy đâu. Ủa, Mỹ Ngọc nè. Em đã nói với anh hai rồi là đừng có chỉ cho mẹ biết là em ở đâu mà. Thôi biết rồi, ngày mai anh hai sẽ không chỉ là em ở đâu nha. Anh hai nhớ là hứa nha. Ừ, hứa. Móc méo đi. Rồi, móc méo. Ngón này nữa. Rồi. Được chưa? Tin rồi. Tin rồi đúng không? Dạ. Tin rồi thì làm nhiệm vụ đi. Rồi, đây. Ý quên. Gì nữa? Anh hai nhìn thử coi em có giống công chúa không? Được rồi. Có đẹp không? Đẹp. Mỹ Ngọc của anh hai đã là công chúa rồi, chứ giống cái gì nữa. Mà ai mua áo đẹp cho em vậy? Mẹ mua cho em đó. Áo đẹp nè, gì đẹp nữa nè. Em là sướng nhất luôn đó. Được cưng nhất nha. Bởi vì em là công chúa trong nhà này mà. Còn anh hai là hoàng tử. Ừ, phải rồi. Công chúa được mẹ cưng nhất nhà. Cho nên công chúa nhớ là đừng có làm cho mẹ buồn. Đừng làm cho mẹ vất vả, biết chưa? Dạ, em biết rồi. Rồi, bây giờ công chúa chịu khó uống thuốc nha. Ừ, nha, dạ. Mẹ phải, thương. Phải uống thuốc mới mau hết bệnh được. Đưa mẹ lấy. Rồi anh hai mới dẫn Mỹ Ngọc đi chơi hoài hoài luôn. Uống thuốc thì mẹ vui nè. Rồi anh hai dẫn đi nè. Chơi nữa. Ừ. Cảm ơn mẹ. Nè. Nè, bây giờ bỏ với mẹ ra nha. Ừ. Giỏi quá ta. Nuốt luôn rồi nha. Ừ. Giỏi. Mẹ, mẹ cho anh hai một viên thuốc luôn đi. Thôi, thuốc này anh hai uống không được. Cô bé Hoàng khăn đỏ chạy tới ôm chặt bà và xin lỗi bà. Thế là từ đó về sau, cô bé Hoàng khăn đỏ không bao giờ dám cãi lời mẹ nữa. Câu chuyện tới đây là hết rồi. Em ngủ đi nha, trễ rồi. Ngày mai mình tâm sự tiếp. Cáp cáp cáp. Phim rồi. Trễ giờ mất rồi. Qua coi với chị nè, tới giờ rồi. Của chúng ta hãy gặp anh đầu tiên nhé. Đừng mà, đừng có bỏ đi như vậy mà. Sao lại hiểu lầm nhau như vậy chứ? Sao không quay lại đi? Hết rồi.
chành trai cho tương lai chưa? Chưa. Vậy thì ngay trong lúc này đây, các bạn phải tìm cách để thay đổi cuộc đời của mình, từ cách nhìn nhận vấn đề cho đến tìm hướng để giải quyết vấn đề. Nếu như công việc không tìm đến chúng ta thì chúng ta phải tìm đến công việc. Nhưng bằng cách nào? Bằng cách chúng ta hãy trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ để phục vụ cho công việc chúng ta sau này. Có người đã nói rằng khi chúng ta chọn một việc gì đó một cách có ý thức, có nghĩa là chúng ta đang học một bài học rất có ý nghĩa cho bản thân của mình. Đó là sự tự tin. Khi mà bạn không làm được những điều bạn muốn thì hãy làm những điều bạn có thể làm. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta không nên quá hoang mang, quá lo lắng, mà chúng ta phải cố gắng hơn nữa cho việc học hành của mình trong hôm nay. Đó là một phần có thể quyết định tới công việc chúng ta sau này. Các bạn có bất cứ điều gì cần trao đổi, các bạn cứ mạnh dạn đặt ra câu hỏi. Khả năng của tôi đến đâu sẽ trao đổi cùng các bạn tới đó. Hỏi đi mày. Nào, câu hỏi xin mời tất cả các bạn. Lên hỏi đi. Hỏi đi. Mày hỏi đi. Lên mạnh dạn lên. Xin mời. Hỏi đi. Hỏi gì? Lên hỏi đi. Bà hỏi đi. Hỏi đi chứ. Tụi mày bị điên hả? Hỏi đi. Hỏi đi mà. Anh, cái này nè anh. Láo quá, láo gì mà tao láo. Lên hỏi đi. Trời ơi, anh xuống kìa. Cô bạn. Cảm ơn anh. Mời bạn đặt ra câu hỏi, bởi vì bạn đưa tay trước. Thì ý là Thanh Vân muốn hỏi anh đã lập gia đình chưa đó mà. Hỏi đúng rồi đó. Vậy bạn cho tôi hỏi Thanh Vân là đây nè. Dạ. Có đúng là bạn muốn hỏi vậy không? Dạ không. Em muốn hỏi câu khác. Mời bạn. Dạ, em muốn biết tiêu chuẩn chọn trợ lý riêng của các giám đốc hiện nay là gì? Rồi, kỳ á. Là sao? Cái bà này kỳ á. Tôi chỉ có thể trả lời cho bạn một cách chung chung là như thế này. Dưới cái nhìn của các nhà kinh doanh, các bạn là những sinh viên mới ra trường, giống như dòng nước đang chảy ra từ nguồn một cách vô tận. Dòng nước sạch chảy bên trên sẽ không thể chìm xuống đáy, trong khi dưới đáy giờ lúc nào cũng có thể chực chờ trồi lên mặt nước. Nói cách khác, các bạn là dòng nước sạch đang chảy bên trên, đừng để trộn lẫn với dòng nước dơ dưới đáy. Đó là cách để chúng ta hiểu họ và sẵn sàng đối phó. Những gì tôi vừa nói đó là tiêu chuẩn của riêng tôi, và các giám đốc khác có thể có những yêu cầu khác nữa. Thánh Dương, Thánh Dương, bạn hiểu chưa? Ê, anh hỏi hiểu chưa kìa. Dạ. Em cảm ơn anh, em hiểu rồi. Tiện đây tôi cũng xin trả lời câu hỏi lúc nãy. Đó là tới giờ tôi vẫn còn độc thân. Vậy là lần này bà có cơ hội rồi nha. Khốn thiệt. Tuổi này người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy không biết nữa. Tiện thể tôi vẫn còn độc thân. Mà thèm biết điều đó chứ. Độc thân đâu có nghĩa là không có người yêu. Nhưng không biết người yêu của ảnh làm gì ha. Có đẹp lắm không ta? Để khẳng định được tên tuổi, nhất định chúng ta phải vượt mặt phát đạt. Nhất định chúng ta phải chiếm lĩnh vị trí đầu bảng của thị trường xây dựng. Cho đến nay, tập đoàn Phát Đạt vẫn chiếm nhiều ưu thế bởi uy tín lâu đời và tiềm lực kinh tế.
vượt mặt Phát Đạt không phải là điều đơn giản. Hiện nay Phát Đạt là ông trùm đứng đầu thị trường xây dựng và bất động sản. Điều này ai cũng biết là có câu sống sau xô sống trước. Đâu có ai đứng hoài ở một chỗ. Bây giờ là thời của thành công chúng ta. Phát Đạt đứng ở đó đã lâu rồi, cũng nên nhường chỗ cho người khác chứ. Nếu họ ngoan cố không nhường, chúng ta chủ động kéo họ xuống. Ông Phát Thận là một con sói già, chúng ta đâu đủ tiềm lực mà đối đầu với Phát Đạt. Có một điều mà cô quên mất, là con sói già Phát Thuận năm nay tuổi đã cao, thời gian gần đây bệnh cao huyết áp của ông ta càng ngày càng trở nặng. Cháu e rằng ông không còn đủ sức khỏe để lèo lái con thuyền Phát Đạt. Nhưng con trai của ông ta Đăng Duy cũng là một kẻ đáng gờm. Ba thấy sao hả ba? Được rồi, để ba xem kỹ lại sau. Dạ. Dạ, con mời ba uống nước. Bằng mọi cách, con nhất định phải lấy cho được dự án này nha. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Nhưng... con muốn nói là con sẽ không làm theo cách của ba đúng không? Dạ, con xin ba hãy tin tưởng đó con. Ừ, được. Ba tin con, ba vẫn luôn tin con. Nhưng con trai à, ba chỉ muốn nhắc nhở con một điều. Đôi khi mình chỉ cần uyển chuyển một chút là mình đạt được thành công rồi. Thì dạy gì mình lại bỏ qua cơ hội. Dạ, con sẽ luôn ghi nhớ lời của ba dạy. Ừ. Sắp tới đại hội cổ đông thường niên, ba muốn con phải dùng chiến thắng lần này để làm quà ra mắt. Ba. Con người á thì ai cũng có điểm yếu. Phát Thuận hay Đăng Duy cũng không ngoại lệ. Phát Thuận bề ngoài là một người cứng rắn, nhưng cuối cùng cũng không qua ải mỹ nhân. Thì Đăng Duy cũng sẽ được uống mật ngọt như cha nó thôi. Bà già rồi, cái mái chạy mấy chục năm đã tới hồi rượu rã. Ba cần phải nghỉ ngơi rồi con à. Dạ, con cũng muốn ba được nghỉ ngơi. Ừ. Ba yên tâm nha ba. Phát Đạt có Đăng Duy thì thành công chúng ta có Giám Đốc Khiêm. Trong ván cờ lần này, tôi đặt trọn niềm tin vào cậu. Dạ, cháu sẽ không làm chú thất vọng. Vô. Hả? May quá à. Em định mang cà phê vô cho anh nè. Cảm ơn cô. Cô đã hẹn được Giám Đốc Quỳnh giùm tôi chưa? Thư giãn một chút đi. Công việc để sau hẳn bàn. Tôi đang ở công ty, nói chuyện công việc là lẽ đương nhiên thôi. Dù là ở đâu á, cũng nên dành chút thời gian cho bản thân mình chứ. Chẳng hạn như khi anh uống ly cà phê này nè, anh tạm gác mọi chuyện qua một bên đi. Anh có biết là mấy hôm nay anh ốm đi nhiều lắm không? Em nghĩ là lúc ở nhà anh cũng không có chịu nghỉ ngơi gì đâu. Chắc là anh mệt mỏi lắm đúng không? Cảm ơn cô, tôi không sao hết. Em á, là thư ký riêng của anh nè, vừa là bạn thân của anh từ nhỏ tới lớn, là cổ đông lớn của công ty nè. Rồi á, sau này tương lai có thể em sẽ là... Là gì? Thôi đi. Có nghĩa là em có bổn phận phải lo lắng cho anh là chuyện đương nhiên mà. Anh phải thật khỏe thì công ty mới phát triển được.
Còn những gì mà anh giao cho em thì anh cứ yên tâm đi. Dù khó khăn đến mấy, em cũng không để cho anh phải thất vọng đâu. Cảm ơn cô, không cần đâu. Thiên Kim, tuy gia đình chúng ta quen biết nhau, nhưng khi làm việc, cách xưng hô như vậy trước mặt mọi người là không đúng. Tôi đã nói nhiều lần, yêu cầu cô hãy gọi tôi giám đốc. Thiên Kim biết mà. Còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Là chỗ quen biết tôi mới nhắc. Cô coi lại cách ăn mặc của mình đi. Những trang phục này không hợp với công sở đâu. Em thấy đẹp mà. Lát nữa qua phòng tôi có chút việc nha. Dạ. Chất xúc tác vốn dĩ không màu không mùi, làm cho các nguyên tố kết dính vào nhau một cách bền chặt, khiến nó trở thành tốt đẹp, trở thành hữu dụng. Giống như tình yêu anh dành cho em, làm em cảm thấy cuộc đời thật tuyệt diệu. Anh thấy em có đẹp không? Đẹp lắm. Em giống như là một nàng công chúa vậy. Còn anh giống chàng hoàng tử. Đăng Duy ơi, anh đã nắm trọn trái tim em từ lúc nào vậy? Thiên Kim. Ủa anh Kiệt, anh tới kiếm anh Đăng Duy hả? Nếu như mà anh nói đó chỉ là cái cớ để anh gặp em thì sao? Thì tôi sẽ nói là tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy. Tôi đã trả lời tin nhắn của anh rồi mà. Thì anh cũng đã nhắn tin để thuyết phục, sao em không trả lời anh? Xin lỗi, máy tôi hết pin rồi. À, anh tới kiếm anh Đăng Duy hả? Đi kiếm ảnh lẹ đi, ảnh sắp họp rồi đó. Không, Thiên Kim. Thiên Kim. Hôm nay là kỷ niệm ngày hai đứa mình quen nhau. Anh muốn em không bao giờ quên ngày này, cho nên anh cho em ăn bánh ngọt. Em muốn sau khi đám cưới, tụi mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Thụy Sĩ. Em đã nghiên cứu rồi, cũng chọn được nhiều điểm tốt đẹp lắm. Và rất độc cho tuần trăng mật của tụi mình. Nhất định lúc đó em sẽ chụp thật nhiều hình đẹp luôn. Chị Tư ơi, mở cửa giùm con. Rồi rồi rồi, để chị Tư mở liền. Được rồi, em muốn gì cũng được hết. Anh thật may mắn khi được em yêu. Thôi đi, anh đừng có nịnh nữa. Em không có quen mấy cái lời ngọt ngào đó của anh đâu. Vậy em muốn anh nói cái gì bây giờ? Thì anh cứ nói những gì trong lòng anh nghĩ. Em chỉ cần có vậy thôi à. Anh thực sự nghĩ mình rất may mắn khi được em yêu. Anh không có nhiều thời gian ở bên em, cũng không thể hẹn hò em mỗi ngày. Đã vậy em còn phải chăm sóc cho em gái của anh. Anh biết yêu anh làm thiệt thòi nhiều lắm, vậy mà chưa bao giờ em mở miệng than thở hết.
em đâu có thấy mình thiệt thòi gì đâu. Bởi vì em biết anh thật lòng yêu thương em, và em biết Mỹ Ngọc cũng thương em nữa. Rồi còn ba anh, mẹ anh, dì Tư nữa, người nào cũng quý em hết. Vậy thì tại sao lại nói là em thiệt thòi được? Khánh Bằng à, anh hứa với em, xong dự án lần này, anh nhất định sẽ sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian hơn cho em. Còn bây giờ, tụi mình cùng cầu nguyện rồi cùng thổi nến nha. Mấy người hay lắm, rồi sẽ biết tay tôi. Tốt, cô làm tốt lắm. Được, tối nay gặp nhau nói chuyện nhiều hơn. Anh ơi, nè. À khoan đã. Thôi khỏi. Thưa mẹ, con đi làm. À, đi cẩn thận nha con. Dạ. Ờ, con đi chung xe với ba. Ba có chuyện cần trao đổi với con. Con nói với anh Sáu là lái xe của con lên công ty nha. Dạ, con đi nha mẹ. Ừ. Con đã điều tra được ai là kẻ đứng sau xúi dục dân chúng phản đối chưa? Dạ chưa nữa thưa ba. Cũng may là con kịp thời ngăn chặn, không cho tụi phóng viên đăng tin bậy bạ, kịp thời giải tán đám đông. Dạ, những ngày tới con phải tập trung để giải quyết dứt điểm vụ này. Nếu không chắc chắn kẻ xấu sẽ lợi dụng sơ hở của mình mà kích động người dân nổi loạn. Ừ. Con đã có hướng giải quyết chưa? Ba yên tâm đi, nhất định con sẽ làm suôn sẻ vụ này. Ba thật là cảm thấy có lỗi khi đặt gánh nặng của mình lên vai con, nhưng biết làm sao được, tre già thì măng mọc. Sức của ba bây giờ cũng không thể can đáng hết mọi việc của công ty. Dạ, ba nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và dưỡng sức đi. Con sẽ cố gắng để cho ba không phải thất vọng đâu. Con luôn có niềm tin vì biết bên cạnh con vẫn còn có ba. Ba sẽ làm quân sư tài giỏi giúp con, phải không ba? Đương nhiên rồi. À, mà chú, mà chú ơi, tôi năn nỉ mà chú, tôi sợ lắm mà chú, đừng có mở bức tranh đó lên. Tôi năn nỉ mợ đó. Chị cho Mỹ Ngọc ăn sáng rồi đi chợ mua chút hoa quả để trưng trên bàn thờ cho tôi. Dạ tôi biết rồi mợ. Tháng chỉ có mấy ngày bông hoa quả để trưng bàn thờ, tôi nhớ mà. Thưa mợ, tôi đi xuống. Khoan đã. Dạ. Sao tới ngày hôm nay mà tôi thấy Mỹ Ngọc nó vẫn chưa tới kỳ? Dạ, chắc cũng còn vài bữa nữa là tới đó mợ. Tại vì mấy bữa nay tôi thấy Mỹ Ngọc uể oải trong người dữ lắm. Ừ, chị đi đi. À, dạ, tôi biết rồi. Chỉ cần mở ra là giải quyết hết mọi chuyện. Tại sao lại không làm chứ? Đăng Duy à, ba biết con có nguyên tắc kinh doanh riêng của con.
Nhưng con cần phải hiểu, để chiến thắng, người làm tướng không chỉ có thông minh, oai dũng, mà còn phải giỏi quyền biến nữa con. Bà nói vậy chắc con hiểu chứ? Dạ, con biết rồi ba. Bà rất yên tâm khi giao công ty lại cho con. Đây, bà tặng con đó. Dạ, cảm ơn ba. Mời vợ. Giám đốc, đây là tài liệu anh cần. À, cảm ơn cô. Dạ. À, khoảng 30 phút nữa tôi xuống công trình, cô chuẩn bị tài liệu cho tôi nha. Dạ không, 20 phút nữa anh có cuộc hẹn với nhà đầu tư. Thôi chết, tôi quên rồi. Nè, cô gọi cho công trình và ngang báo với họ là tôi tới trễ một chút. Dạ. Còn gì sao? Dạ, đây là thư của anh. Thời gian này lịch trình của anh kín hết, mà các trường đại học rồi tổ chức sinh viên cứ gửi thư mời anh đến sinh hoạt hoài. Tôi có nên từ chối hết tất cả lời mời không? Không cần đâu, cô cứ đưa hết thư cho tôi, cái nào sắp xếp được nhất định tôi sẽ dự. Giám đốc, nhưng mà... Cô đừng lo cho tôi sắp xếp được mà. Tôi thích những hoạt động đó, vì ở đó tôi thấy mình được trẻ lại. Cô cứ đưa hết thư mời cho tôi nghe. Dạ tôi biết rồi, tôi xin phép. Dòng nước sạch chảy bên trên sẽ không thể chìm xuống đáy, trong khi dưới đáy dơ lúc nào cũng có thể trồi lên mặt nước. Đó là cách để chúng ta hiểu họ và sẵn sàng đối phó. Câu nói rất hay và ý nhị. Tụi em muốn thầy nếu có cơ hội phân tích rõ hơn được không ạ? À? Đại diện lớp Thanh Dân. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Đăng Duy, con trai của tôi, sẽ chính thức thay thế tôi giữ vị trí chủ tịch tập đoàn Phát Đạt. Con ngồi đi. Tôi muốn giới thiệu trước với những người thân cận. Còn chiều nay, tôi sẽ công bố quyết định này trước hội nghị cổ đông. Còn bây giờ, xin mời. Dạ. Dạ mời. Chúc mừng anh. Thấy con tôi sao? Dạ, cậu ấy thật là giỏi quá. Mong mọi người hết sức giúp đỡ cho cháu. Mỹ Ngọc uống sữa nè con. Con cảm ơn dì Tư. Dì Tư thấy con dễ đẹp không? Đẹp. Mỹ Ngọc dễ đẹp lắm. Dạ, đố dì Tư biết là con dễ ai á. Nhìn vô là biết con dễ anh hai liền. Ngày nào con không dễ. Dì Tư giỏi quá. Anh hai con đẹp trai lắm nha, nên là con cũng dễ anh hai đẹp trai luôn. Con thì giống mẹ Thùy Dương á. Mẹ con dễ đẹp nên con cũng dễ đẹp luôn. Mẹ Thùy Dương con dễ đẹp lắm.
gì tôi khóc vậy? Cả ngày hôm nay Mỹ Ngọc đâu có hư đâu, Mỹ Ngọc ngoan lắm mà. Vậy tôi đừng có mít ướt, vậy tôi đừng có nhõng nhẽo, đừng có khóc nữa. Mỹ Ngọc ngoan, nhưng mà con nhắc mẹ Thùy Dương làm gì thương nhớ mẹ con. Con cũng nhớ mẹ của con nhiều lắm á. Ai cũng nói là con giống mẹ con. Ê, Mỹ Ngọc nên lạ hả? Con cũng vẻ đẹp giống như là mẹ của con nữa nè. Mẹ rồi. Con vẻ đẹp, mẹ con là họa sĩ. Mai mốt con cũng là họa sĩ luôn. Đúng rồi, Mỹ Ngọc là họa sĩ, vẻ đẹp hơn mẹ ha. Dạ. Con gái. Dạ. Dạ mời chủ. Sao không lên phòng khách mà vẽ? Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây con chỉ mẹ vẽ tranh nha. Mẹ vẽ chung với con. Không được, mẹ còn phải tụng kinh nữa. Con lên phòng khách vẽ, rồi lát nữa mẹ xuống mẹ coi ha. Chị, dạ, lấy gọn muối giùm tôi. À, dạ tôi lấy liền mà. Sáng mẹ cũng tụng kinh, trưa mẹ cũng tụng kinh, tối mẹ cũng tụng kinh. Thứ hai là ngày đầu tuần mẹ cũng tụng kinh tụng kinh. Thứ ba là ngày kế tiếp mẹ cũng tụng kinh tụng kinh. Thứ tư là ngày giữa tuần mẹ rồi, cũng tụng. Rồi thôi được rồi được rồi. Bây giờ con uống miếng sữa đi nè. Nha. Thôi con không uống sữa đâu, con muốn vẽ tranh vẽ tranh vẽ tranh. Rồi vẽ tranh á thì mình lên phòng khách mình vẽ. Đi dạ, ha. Dạ mời chủ. À, cảm ơn chị. Nè, lên phòng khách mà vẽ nghe không? Dạ. Lát mẹ xuống mẹ coi nha. Mợ chủ ơi, mợ chủ, tôi có tội với mợ chủ nhiều lắm. Tất cả là lỗi của tôi, là tội của tôi mà. Mợ chủ ơi, tha lỗi cho tôi, là lỗi của tôi mà. Mợ chủ ơi, mợ sống khôn thác thiên, tôi xin mợ về báo mộng cho cậu chủ biết ai là người đã ra tay sát hại mợ. Đừng để họ giả mèo khóc chuột nữa. Cô Thúy, cô nói vậy là có ý gì? Cô muốn ám chỉ ai? Là cô nói tôi đúng không? Cô cho là tôi giết chết mợ chủ hả? Nếu vậy thì sao? Thiệt là mất cười. Với tôi, mợ chủ không khác gì chị em gái. Sao tôi lại giết chết mợ chủ chứ? Với lại, người ta đã kết luận mợ chủ bị rơi xuống vực là do tai nạn. Là do tai nạn, cô không nhớ sao? Chị Tư à, đâu phải sự việc nào cũng làm sáng tỏ. Chị quên rồi sao? Từ ngày mợ chủ đưa tôi về đây, chị luôn chống đối mợ chủ. Có lần, chính tai tôi nghe thấy chị nói, nếu mợ chủ không nghe lời chị mà đuổi tôi đi thì sẽ có ngày mang họa vào thân, đúng không? Đúng. Đó là vì tôi không tin tưởng cô. Đó là vì tôi lo lắng là cô sẽ đem tai nạn tai họa tới cho cái dạ. Chị đừng có già mồm lẻo mép. Chính chị vì thấy mợ chủ yêu mến tôi nên chị mới có lòng đố kỵ như vậy. Chính chị đã ra tay giết chết mợ chủ. Chính là chị đó. Chị biết không? Chị bình tĩnh đi, uống miếng nước đi. Không phải tôi. Không sao đâu. Không phải. Uống đi chị.
Vào đi. Giám đốc. Đây là hồ sơ cá nhân của cô Thanh Vân. Cảm ơn cô. Không ngờ cô làm việc nhanh như vậy. Tất nhiên rồi, nhiệm vụ anh giao là em phải làm thôi. Với lại trước giờ á, anh đâu có quan tâm tới hồ sơ cá nhân của ai đâu. Với lại... Nè. Đây không phải là chuyện cá nhân, đây là chuyện công ty. Muốn trăm trận trăm thắng thì trước nhất mình phải biết người đó là ai và ý của họ là gì. Đây chính là nguyên tắc, hiểu chưa? Vậy thì em yên tâm rồi. Yên tâm gì? À, đâu có gì. Mà chuyện riêng tư của em anh hỏi làm gì? Được rồi, cô về làm việc đi. Có gì cần thì giờ cô giúp nha. Dạ. Xây dựng bất động sản. Ngọc sao nó hốt hoảng quá vậy mợ chủ? Chị Tư. Dạ. Hình như con Ngọc đã đang tới kỳ phải không? Ờ dạ. Tôi tính là chưa tới ngày mà. Máu kìa. Chắc nó có sớm hay sao đó. Chị nhìn kìa. Dạ. Như đó có dính máu kìa. Ôi trời ơi. Đây tôi lên tôi coi nhỏ sao rồi. Thiệt là tội nghiệp. Lớn bộn rồi mà cứ như con nít vậy đó, không biết gì hết trơn à. Ừ. Chị lên chị giúp nó giùm tôi nghe. Tôi cảm ơn chị. Dạ, không có gì mợ. Rồi đến một ngày nào đó, các người bị nhà nơi sao và không phải quyền như tôi đâu bời. Mà mấy quyền như gót chân của tôi. Vì lúc như vậy hết. Nếu như không coi có khi anh không biết là mình có đủ sức để chống chọi với những khó khăn hay không. Chắc là anh sẽ rất cô đơn. Thật bất ngờ khi có mặt anh ở đây. Nhưng mà tiếc quá, anh trễ một bước rồi. Trễ một bước hay sớm một bước, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là kết quả cuối cùng. Và quên nữa, chúc anh đạt được những gì mình muốn. Thương xa người thương rời xa trong khói bay lang thang. Ta mẹ em. Nếu không có tai nạn lần đó thì bây giờ mang tình kia để con gái của ba chúng ta không kém gì mẹ của con một tiếng. Phải đó, phải đó. Nhất định con sẽ tài trợ giống như là mẹ của con. Yên tâm đi, không có bắt cóc bán nội tạng đâu mà sợ. Chào anh. Chào. Oh, anh Duy. Thật bất ngờ, người bận rộn như anh cũng có thời gian tham gia vào thú vui này sao? Vì anh cũng đâu có khác gì đâu. Bệnh của Mỹ Ngọc không chữa được. Hả? Anh Duy, hai người có ân oán gì không? Sao tôi thấy thái độ của hai người không ưa gì nhau hết?